tuổi Dần cung cấn mạng kim, tướng người tật bệnh khó tìm chẳng an, tuổi nhỏ như thể chỉ mảnh, ốm đau bệnh tật đã đành khó nuôi, tính tình ăn nói bại bôi, khôn ngoan mềm mỏng hay vui hay cười, nam nhân cao số hơn người, số tu tích đức Phật trời độ cho, số cao có số hơn người, đôi dòng ba thứ vợ ngoài vợ trong, nhưng mà chết hụt phải phòng, tướng mạng lớn lắm mới hòng sống lâu, đệ huynh cũng chẳng thuận hòa, tuổi nhỏ tự lập tuổi già nhờ con. Vâng, thưa quý cô bác tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 thân mến. Trong cuộc sống này vô cùng khó lường, nhiều người tự hỏi không biết tương lai của mình và khi đã gần chạm mốc 60 năm cuộc đời, nhiều cô bác không khỏi lo lắng và bất an. Vì càng già càng lắm bệnh tật, lại thêm nhiều nỗi lo về con cháu, tiền bạc, nhìn những người bạn ngày ngày gần gũi thân quen, dần rời xa cõi đời mà bần thần cô đơn, xót xa cõi lòng. Vì vậy với mong muốn nắm bắt được vận mệnh, nhiều cô bác đã tìm đến tử vi tướng số nhưng vẫn còn bán tín bán nghi. Chính vì vậy các nhà tử vi học đã dày công nghiên cứu các chòm sao cung mệnh, tìm hiểu số mệnh theo khoa học và đúc kết ra những lời nhắc mệnh vô cùng chính xác. Đặc biệt, trong chương trình ngày hôm nay tuổi Nhâm Dần là con giáp được luận giải về 5 năm may mắn nhất trong đời. Do trước đây gặp vô số khó khăn khổ nả, khiến Nhâm Dần hao tiền tốn của, bệnh tật đầy thân, chịu nhiều áp bức, bất công. Nhưng từ nay trở đi, chỉ cần biết 3 điều cấm kỵ này thì mọi khổ đau trong đời lập tức xoay chuyển thành phúc lộc, may mắn đến tới tấp, giàu sang phú quý ba đời. Vậy, 3 điều đó là gì? Thời cơ nào đang đến với tuổi Nhâm Dần? Quý bạn cần phải làm gì để nắm bắt vận may? Thì hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Chán nhăn rồi tóc cũng đã hoa râm, mới thoáng chốc lên hàng năm rồi nhỉ, đã tồn tại trên đời quá 5 thập kỷ, trong thâm tâm chưa kịp nghĩ mình già. Hơn nửa đời đã lẳng lặng trôi qua, đã vùng vẫy bao phong ba bão tố, khi sóng lặng bình tâm ngồi nhầm số, được mất gì bởi duyên số cho ta. Điều gì day dứt tuổi xuân qua, cố làm nốt khi ta còn có thể, kẻo hối tiếc khi một màng đã trễ, chuyến đò chiều bên bóng xế chờ ta. Nhâm Dần đã đang đi qua tuổi 62 rồi, đối với hết thảy đều đã sáng tỏ, thông suốt, bỗng nhiên xem nhẹ được rất nhiều chuyện, nghĩ thông suốt được rất nhiều đạo lý. Khi bước qua tuổi 62 và trải qua hơn nửa cuộc đời dài, với nhiều khó khăn vất vả, lúc này mọi thứ với Nhâm Dần không còn quá quan trọng, mà điều bản mệnh quan tâm là sắp tới, bản thân có khỏe mạnh và bình an hay không. Quả thực thời gian không buông tha bất cứ ai, có thể biến bạn từ tuổi trẻ mạnh mẽ sung sức trở thành ông lão bà lão tóc bạc lưng còng. Cho dù Nhâm Dần từ một thời oanh liệt hoặc đạm bạc thanh cao, dù ra sao, tất cả đều đã qua đi, đoạn đường nhân sinh kế tiếp bạn đã chuẩn bị sẵn sàng. Thực ra con người đã đi đến cái tuổi này, khổ cực gì cũng đều trải qua, thế nên chúng ta ở hành trình cuối cùng của nhân sinh này cũng cần thản nhiên vượt qua. Người già có thể trông cậy vào chính mình, nhất định là phải chuẩn bị từ sớm, con cái đối tốt với bạn là nguyên lý hiển nhiên. Khi con cái đưa tiền cho bạn cũng không cần cự tuyệt, trong kế thiện thì hiếu đứng đầu, con cái hiếu kính bạn là tốt, điều đó chứng tỏ bạn đang không giáo dục chúng một cách uổng phí. Nhưng bất kể chúng đối với bạn, đối tốt đến mấy cũng chớ nên quên nhân sinh phải dựa vào chính mình, quãng đời còn lại ngàn vạn lần đừng dựa dẫm vào người khác. Mỗi ngày trôi qua mệnh chủ chỉ cần vui vẻ hạnh phúc là tốt rồi, muốn đi du lịch thì cứ đi, du lịch làm những việc mà mình muốn. Làm người đã quá nửa đời, có cực khổ nào mà chưa nếm trải, nhân sinh đã đi qua nửa hành trình, quãng đời còn lại chỉ cần bạn đối đãi tốt với chính mình. Đến khi bạn già rồi bạn có thể dựa vào ai, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi, ngoại trừ mình ra ai cũng đều có khả năng rời bỏ bạn. Đối với chính mình tốt một chút như vậy đã là đủ rồi, cả cuộc đời kiếm tiền đến cuối cùng lại không đối tốt với chính mình, đến khi nhắm mắt xuôi tay. Liệu ai sẽ vì bạn mà thật lòng rơi nước mắt, chính vì thế bản mệnh hãy cứ đối tốt với bản thân mình, đừng nghĩ nhiều như vậy. Tuổi Nhâm Dần giống như chú hổ, luôn giữ tinh thần tập trung cao độ, giữ gìn của cải, bảo vệ những người thân yêu, đến khi bỗng quay đầu nhìn lại. Sau hơn 60 tuổi cũng là hơn 60 năm cuộc đời, buồn vui sướng khổ, sang hèn vinh nhục chưa kịp phản ứng. Có người nói, lục thập chi thiên mệnh, nghĩa là 60 tuổi biết mệnh trời, quả không sai. Bước qua tuổi 62, người ta bỗng thấy rất nhiều cảnh tượng khác biệt đến trong cuộc đời, không ồn ào náo nhiệt như thời thanh xuân, cũng chưa đến lúc nguội lạnh cho ta như tuổi xế chiều, mà là từ nay trở về sau sống thoải mái cùng ai đó, hoặc có thể một mình gặp chuyện mệt mỏi thì có thể buông tay nghỉ ngơi một chút, tranh đua với đời rồi cũng về với cát bụi, bản mệnh sẽ hiểu ra rằng lấy lòng người khác không bằng tự mình sống hạnh phúc, thanh thản. Rằng thà nuối tiếc một chút còn hơn tranh đấu thiệt hơn, thà cô độc cũng đừng nên dối lòng, chuyện quá khứ như đá mòn trong nước, như gió thổi mây trôi, có lẽ đều nên xem nhẹ, bụi hồng trần chỉ cuốn bước chân tình tiền, dục vọng chỉ làm nặng gánh. Trải qua nhiều thăng trầm đời người, nhiều tâm phàm đã lắng xuống,
trong lòng có một vài vết thương đến bây giờ sẹo cũng đã liền. Nhìn ngắm lại để thấy ta đã sống đúng nghĩa ra sao, bởi vì thời gian trôi qua quá nhanh còn cuộc đời này quá ngắn, ta chẳng đủ thời gian để tiếc nuối, ân hận hay oán hận ai. Sở dĩ người ta phiền muộn chính là vì 12 chữ này, không buông được, nghĩ không thông, không nhìn thấu, không quên được. Ta đi qua hơn 60 năm cuộc đời bão táp, tất đừng để người khác khuấy động tâm thái an bình. Từ 62 tuổi trở về sau có thể yên tĩnh một chút cũng tốt, không cần phải chen vào những tranh luận đúng sai, cũng không cần vui cười một cách miễn cưỡng nữa. Tử vi chọn đời tuổi Nhâm Dần cho thấy, họ đi theo chủ nghĩa chính nghĩa, ghét vòng vo tam quốc. Nếu muốn cuộc sống yên ổn, bình an, thì có lúc bạn cũng phải phối hợp biểu diễn với một vài người trong xã hội, cũng có lúc vì tính cách quá thẳng thắn, nên bạn cũng mạo phạm đến cả cấp trên của mình. Với đồng tiền người tuổi Dần không thực sự ưa thích, nhưng không có nghĩa họ vô sản, kỳ thực họ không để ý đến vật chất cho lắm, họ không bị đồng tiền chi phối. Người tuổi Nhâm Dần không thể bị quyền uy chi phối hay bất kỳ luật lệ bất công nào áp chế, họ sẽ liều mạng mình vì lý tưởng chính nghĩa của mình. Ông trời đã ban cho họ vỏ bọc của vị chúa Sơn Lâm, uy quyền, cao cao tài thượng, vì ưa động hay thay đổi, nên đến năm 50 tuổi vẫn chưa tìm được vị trí đích thực cho mình. Người này có khả năng làm trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, họ có khát vọng trở thành người đứng đầu, tính cách hào sảng, rộng rãi, nên dễ trở thành tiêu điểm trong đám đông. Người tuổi Nhâm Dần không hợp với công việc văn phòng hay những công việc bị người khác điều chỉnh, giới hạn. Với tính tình thẳng thắn bạn, dễ được người khác tín nhiệm mà bước chân lên vị trí lãnh đạo, nhưng ngược lại thì kẻ địch xung quanh cũng không phải là ít. Người tuổi Nhâm Dần có một cuộc đời lên xuống bất định, tuổi trẻ dễ thành công, nhưng cũng rước va u không ít đố kỵ, đả kích. Xét về phương diện sự nghiệp của tuổi Nhâm Dần 1962, con hổ thích những công việc có tính cạnh tranh cao, bản lĩnh, sự nhanh nhạy và năng lực phán đoán của họ được thể hiện rõ ràng nhất khi tham gia vào những môi trường sôi động và có nhiều biến đổi. Họ không chịu nổi những công việc có tiết tấu chậm rãi, lặp đi lặp lại và cố định. Đây là những người thích hợp để tôi luyện bản thân qua thử thách, từ đó tìm được con đường tới thành công. Mang trong mình tư tưởng chính nghĩa mạnh mẽ, con giáp này căm ghét sự lươn lẹo, không đàng hoàng, thêm vào đó, họ có tính bốc đồng. Nếu thấy việc sai trái, thì cho dù có là cấp trên của họ, những chú hổ cũng sẽ không ngần ngại mà mạnh dạn bày tỏ sự phê bình của mình. Về tài lộc chọn đời Nhâm Dần 1962, người tuổi Nhâm Dần không xem trọng chuyện tiền bạc, lý do là bởi điều quan trọng trong cuộc sống của bạn nghiêng về những vấn đề thuộc lĩnh vực tinh thần. Cũng chính vì điều này mà bạn thường không mấy để tâm đến nguồn gốc thu nhập của chính mình. Họ lạc quan, dù không màng lợi lộc nhưng vẫn có vận số tiền tài tốt, chỉ có điều không giỏi trong việc tiết kiệm. Lời khuyên tài chính, đừng đầu tư vào những phi vụ mà bạn không có khả năng quản lý hoặc nằm ngoài chuyên môn cá nhân, đồng thời phải cẩn thận với các mối giao hữu. Tuyệt đối không được đầu tư một cách nóng vội, hãy luôn quan sát và đánh giá độ tin cậy của bạn bè, người quen, cũng như tình hình tài chính của họ trước khi tham gia hợp tác. Bạn nên tích cực lắng nghe và làm theo lời khuyên từ những người đi trước, việc này sẽ giúp hạn chế nguy cơ phá sản. Sức khỏe chọn đời tuổi Nhâm Dần 1962. Trong ngũ hành, tuổi Nhâm Dần thuộc hành mộc, đặc trưng của người thuộc hành mộc là trường thọ. Tuy nhiên, do bộ phận đại diện hành mộc trong cơ thể con người là gan, gan lại có tác dụng chính là điều hòa âm dương, nóng lạnh trong cơ thể người, dẫn đến người hành mộc thường mắc bệnh về gan. Gan có tác dụng lưu trữ và điều tiết máu. Sách Hoàng đế Nội Kinh có viết, gan là cái căn bản nhất trong các bộ phận, vì vậy người hành mộc còn dễ bị ứ máu. Thêm vào đó, họ còn cần chú ý tới các bệnh lý thần kinh, do người hành mộc dễ gặp các vấn đề liên quan tới kiểm soát cảm xúc. Hãy nhớ bảo vệ chức năng gan, giữ cho gan thanh mát, tránh chất cồn, bia rượu. Đây chính là bí quyết để trở thành cổ thụ trăm tuổi dành cho người hành mộc. Về tình cảm gia đạo chọn đời Nhâm Dần 1962. Trong chuyện tình cảm, đàn ông tuổi Nhâm Dần giống như một con hổ, mạnh mẽ, biết chiều chuộng bạn gái và không ngại hy sinh, chính vì vậy họ rất được phái nữ yêu quý. Trong đời sống gia đình, đây là người có tính gia trưởng, thích điều khiển mọi việc xảy ra theo ý muốn của mình. Phụ nữ tuổi Nhâm Dần là người lãng mạn trong chuyện tình cảm, họ nhiệt tình và có tính độc chiếm cao, tuy nhiên, điều này dễ làm nửa kia của họ cảm thấy ngột ngạt và thậm chí nảy sinh chán ghét. Họ yêu ghét rõ ràng, hành sự dựa nhiều vào cảm tính cá nhân, có tư thái của nhà cầm quyền, họ thích những thứ mới lạ, chán ghét cuộc sống gia đình đơn điệu và không muốn chịu sự bó buộc. Với tính cách mạnh mẽ, đây là những người phụ nữ làm chủ gia đình. Một mối lương duyên cũng cần được đầu tư công sức và thời gian mới có thể duy trì được trạng thái tốt đẹp, dù mới chỉ là người yêu hay đã thành vợ thành chồng.
Hãy luôn thẳng thắn chia sẻ, biết thông cảm cho nhau và chăm sóc cho tình cảm đôi bên. Đừng áp đặt những cảm xúc cá nhân vào chuyện lứa đôi, tránh dẫn đến chuyện tan đàn xẻ nghé. Trong tử vi, quý nhân phù trợ của con giáp tuổi Dần này là tuổi Tuất, Ngọ, Hợi. Trong đó, cặp đôi Dần Hợi được xem là sẽ ăn ý nhất khi kết hợp cùng nhau. Dần và Hợi hợp với nhau tạo thành một góc lục hợp, do đó Hợi được gọi là lục hợp quý nhân của Dần. Bạn nên tìm đối tượng yêu đương hoặc kết hôn trong số những con giáp này. Ngoài ra, tuổi Mão cũng được coi là đào hoa quý nhân của cung hoàng đạo này. Kinh dịch có nói, người tuổi Dần, Ngọ, Tuất sẽ mở được vận số đào hoa khi gặp tuổi Mão. Chính vì vậy tuổi Mão được gọi là đào hoa quý nhân của những người tuổi Hổ. Và bây giờ sẽ là mục được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó là vận trình tử vi năm mới 2024, tức tuổi Nhâm Dần 62 tuổi và đặc biệt là cách hóa giải vận hạn cho Nhâm Dần có một năm mới may mắn, bình an và giàu có. Tuổi Nhâm Dần cầm tinh con Hổ, gồm những người có ngày sinh dương lịch từ ngày mùng 5 tháng 2 năm 1962 đến ngày 24 tháng 1 năm 1963. Thiên can Nhâm kết hợp với địa chi Dần mang ý nghĩa quá lâm chi hổ, hổ qua rừng, nam Nhâm Dần 1962, mệnh kim, kim bạch kim. Năm 2024 là năm Giáp Thìn, mệnh hỏa, xét theo ngũ hành, mệnh hỏa của năm tương khắc với mệnh kim của tuổi, nhưng có thiên can Nhâm tương sinh với năm Giáp, địa chi Dần bình hòa với Thìn. Đối với nam mạng nhân Dần, nhìn chung năm 2024 được đánh giá là một năm mãn nguyện, như ý đối với nam Nhâm Dần. Vận trình tử vi năm 2024 của Nhâm Dần nam mạng có hợp có xung, ý chỉ rằng trong năm này, mệnh chủ sẽ có cả những thuận lợi và thách thức riêng. Nếu biết nắm bắt thời cơ, nam tuổi Dần 1962 có thể chuyển hóa được tạo thành kết quả bền vững. Nhưng nếu chủ quan, kiêu ngạo thì cơ hội sẽ vụt qua tầm tay. Trong 12 con giáp, tuổi Dần là những người dám nghĩ, dám làm, không ngừng học hỏi với tinh thần cầu tiến. Năm 2024 này, nam mạng Nhâm Dần hãy cứ thực hiện những dự định của mình, nhưng cân nhắc một điều là phải có kế hoạch và sự chuẩn bị trước, lường được những khó khăn sẽ phải vượt qua. Trong năm 2024 này, công việc của Nhâm Dần nam mạng sẽ có nhiều chuyển biến mới, mệnh chủ sẽ gặp gỡ được quý nhân phù trợ, giúp đỡ những lúc khó khăn. Việc có thêm một người bạn đồng hành tin cậy sẽ giúp công việc làm ăn của mệnh chủ có tiềm năng phát triển hơn. Là người quyết đoán, dám nghĩ dám làm, nhưng năm 2024 này, nam Nhâm Dần nên thận trọng hơn, cân nhắc thật kỹ càng trước các quyết định đầu tư, hùn vốn làm ăn chung. Ở độ tuổi này, khi sự nghiệp đã ổn định, thì mệnh chủ cần bảo vệ thành quả của mình, ưu tiên chiến lược chậm nhưng chắc. Nếu muốn vận tài chính trong năm 2024 được hanh thông, thuận lợi, thì nam mạng tuổi Nhâm Dần cần phải nâng cao kỹ năng quản lý tài chính của mình, sống giản dị, cắt giảm các chi phí không cần thiết và điều quan trọng nhất là tiết kiệm hàng tháng. Điều đó sẽ giúp mệnh chủ có được một khoản tiền tiết kiệm trong năm 2024 này. Người xưa có câu, cần kiệm là gốc để trị gia, một người cần cù, chịu khó, sống tiết kiệm thì không bao giờ gặp cảnh đói khát. Nếu nam mạng tuổi Nhâm Dần 1962 hiểu được điều đó và áp dụng vào cuộc sống, làm gương cho con cháu thì sẽ tạo được mỹ đức truyền thống trong gia đình. Trong năm Giáp Thìn, gia đạo của nam Nhâm Dần không tránh khỏi lúc mâu thuẫn, nhưng nếu như mệnh chủ bình tĩnh hơn, lắng nghe cảm thông cho người khác thì mọi chuyện sẽ được êm xuôi, tốt đẹp. Là bậc cao niên đáng kính trong nhà, Nhâm Dần nam mạng có kinh nghiệm và tầm nhìn sâu sắc về cuộc sống. Nếu có thể giáo dục, truyền đạt cho con cháu về tam quan đúng đắn thì thế hệ sau sẽ càng hòa thuận, thịnh vượng. Bước sang tuổi 63, sức khỏe là điều quan trọng nhất với nam tuổi Nhâm Dần. Bí quyết sống lâu, sống khỏe của mệnh chủ là ăn uống đủ dinh dưỡng, nghỉ ngơi điều độ, tập thể dục thường xuyên, giữ tinh thần lạc quan, vui khỏe. Bên cạnh đó, trong năm 2024, quý ông tuổi Nhâm Dần nên tránh xa những chuyện thị phi để không ảnh hưởng tới tinh thần, tâm trạng, hạnh phúc đến từ những điều giản đơn trong cuộc sống. Sống tích cực, tự tạo niềm vui cho cuộc đời để mỗi ngày trôi qua đều thật ý nghĩa, hạnh phúc. Đối với nữ mạng Nhâm Dần, tổng quan tử vi tuổi Dần 1962 nữ mạng trong năm 2024 không có nhiều biến động. Năm nay mệnh chủ được hưởng bình an trọn vẹn bên gia đình, người thân. Nữ 1962 cũng có nhiều thời gian để thực hiện những dự định đã ấp ủ từ trước mà chưa có cơ hội. Trong năm này, mệnh chủ sẽ hoàn thành tốt các công tác liên quan tới thiện nguyện hoặc các hoạt động công cộng. Là người có tấm lòng bao dung cao cả, sẵn sàng giúp đỡ người khác, nữ mạng Nhâm Dần sẽ làm được nhiều việc ý nghĩa trong năm Giáp Thìn 2024 này. Trong 12 con giáp,
Tuổi Dần là những người có nhiều tham vọng trong công việc, không ngừng nỗ lực, phấn đấu để đạt được nhiều thành tựu. Khi còn trẻ, tuổi Dần làm việc hết để khi về già có một cuộc sống an nhàn hơn. Đối với nữ mạng tuổi Nhâm Dần, năm 2024 là khoảng thời gian công việc đã đi vào quỹ đạo, không có nhiều thay đổi nữa. Ngoài công việc chính, mệnh chủ còn tích cực tham gia các hội nhóm, câu lạc bộ để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng và tự tạo niềm vui giản dị cho mình. Bước sang độ tuổi 63, mệnh chủ Nhâm Dần cần có những khoản tài chính tích lũy lâu dài cho mình, phòng những lúc ốm đau hoặc có việc cần chi tiêu thì sẽ chủ động hơn. Nếu duy trì lối sống lành mạnh, tiết kiệm thì năm 2024, tuổi Nhâm Dần nữ mạng sẽ có được một khoản dư giả. Một người chăm chỉ, cần cù, sống giản dị thì không bao giờ gặp cảnh đói khổ, nếu có khó khăn thì cũng chỉ là nhất thời, sẽ sớm vượt qua được. Sống đơn giản, không cầu kỳ, không quá xa hoa, đây là lối sống đẹp mà nữ Nhâm Dần nên hướng tới. Trong năm 2024 này, nữ mạng tuổi Nhâm Dần nên dành nhiều thời gian cho gia đình của mình, bữa tối quay quần bên nhau, giúp đỡ con cháu trong việc nhà cửa, lắng nghe tôn trọng mọi người, động viên khích lệ nhau, làm những việc nữ Nhâm Dần có thể làm để vun vén hạnh phúc gia đình. Ông bà ta có câu, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, tuổi Dần 1962 nữ mạng lúc nào cũng mong muốn gia đình hòa thuận, hạnh phúc, vì thế việc giữ lửa trong gia đình rất quan trọng để các thành viên gắn bó, yêu thương nhau nhiều hơn. Bước sang tuổi 63, nữ mạng tuổi Nhâm Dần nên duy trì những thói quen tốt cho sức khỏe như tập thể dục đều đặn, ăn uống đủ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc, luôn giữ tinh thần thoải mái, tích cực. Những cảm xúc tiêu cực như giận dữ, nóng nảy, thù hận rất có hại cho sức khỏe. Trong năm 2024 này, muốn cơ thể khỏe mạnh thì Nhâm Dần nữ mạng nên tránh những tình cảm tiêu cực đó, đồng thời tâm sự nhiều hơn với mọi người xung quanh để giải bày những suy nghĩ trong lòng mình. Cách hóa giải vận hạn bằng phong thủy may mắn cho người tuổi Nhâm Dần 1962. 1. Chọn tuổi hợp với Nhâm Dần 1962. Đối với nam mạng Nhâm Dần, tuổi hợp làm ăn đối với nam mạng Nhâm Dần, muốn công việc được xuôi chèo mắt mái, thu về nhiều thành quả thì nên lựa chọn các tuổi Giáp Thìn, Canh Tuất và Mậu Thân để hợp tác làm ăn hay cùng thực hiện những dự định lớn, mọi việc sẽ được như ý, đại cát đại lợi. Lựa chọn vợ Nhâm Dần, Giáp Thìn, Mậu Thân và Canh Tuất là lựa chọn hôn nhân thích hợp nhất cho người nam mạng tuổi Nhâm Dần. Bốn tuổi này hợp với nam mạng Nhâm Dần cả về tình duyên lẫn tài lộc, nên tạo dựng được cuộc sống vô cùng viên mãn, con cháu đuề huề, gia đình hạnh phúc, giàu sang phú quý. Nếu lựa chọn kết hôn với những tuổi chỉ hợp về đường tình duyên, con đường tài lộc không hợp như Đinh Mùi, Tân Hợi, Tân Sửu và Kỷ Hợi, thì tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng, nhưng tiền bạc thì chỉ vừa đủ chi tiêu chứ không dư giả. Cuộc sống sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả khi nam mạng Nhâm Dần lựa chọn kết duyên với tuổi Quý Mão và Kỷ Dậu. Vì hai tuổi này không hợp với bạn cả về tình duyên và tài lộc, hai người cần cùng nhau cố gắng vượt qua những thử thách của cuộc sống, nhất định sẽ được hạnh phúc, vui vẻ. Ở các năm xung khắc trong tình duyên 18, 24, 30, 36, 42, 48 và 54 tuổi, nam mạng Nhâm Dần không nên kết duyên, sẽ tránh được cảnh vợ chồng chia lìa, xa cách. Tuổi Đại Kỵ. Những tuổi Đại Kỵ với nam mạng Nhâm Dần gồm có Tất Kỵ, Bính Ngọ, Nhâm Tý, Mậu Ngọ, Canh Tý và Giáp Ngọ. Những tuổi này không đem lại may mắn thuận lợi hay hạnh phúc cho bạn. Nếu kết hôn hay hợp tác trong công việc thì bạn chỉ gặp thua lỗ, thất bại, tình duyên dang dở, khó được lâu dài. Nếu chót lỡ thương yêu nhau rồi mới biết là khác tuổi và vẫn muốn đi đến hôn nhân thì hai người không nên tổ chức cưới hỏi linh đình, mà chỉ cần làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơm may chung sống đến trọn đời. Nếu người thân trong gia đình phạm tuổi Đại Kỵ thì nên thành tâm lập lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người, sẽ giảm bớt xung kỵ, tránh được tai ương. Đối với nữ mạng Nhâm Dần, tuổi hợp làm ăn để mọi chuyện được suôn sẻ, thuận lợi, thu về nhiều lợi nhuận thì nữ mạng Nhâm Dần nên kết hợp làm ăn với các tuổi Giáp Thìn, Mậu Thân và Canh Tuất. Có như vậy thì mọi việc dễ dàng thành công, ít gặp trở ngại, tiền và như nước, mưu sự át thành, đại cát đại lợi. Lựa chọn chồng. Nếu lựa chọn kết duyên với những tuổi hợp về tình duyên và tài lộc, sẽ tạo ra cho nữ mạng Nhâm Dần cuộc sống hạnh phúc viên mãn, tiền tài dư giả, đó là các nam mạng tuổi Mậu Thân, Giáp Thìn và Canh Tuất. Cuộc sống ở mức bình thường, nhưng tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng, thắm thiết khi nữ mạng Nhâm Dần kết hôn với những tuổi hợp về tình duyên, nhưng không hợp về tài lộc, đó là các tuổi Đinh Mùi, Tân Hợi, Tân Sửu và Kỷ Hợi. Nam mạng tuổi Quý Mão và Kỷ Dậu
không hợp với nữ mạng Nhâm Dần cả về tình duyên lẫn tài lộc. Nếu kết duyên với hai tuổi này, thì vợ chồng sẽ phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều mới mong có được cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc. Ở những năm không hợp trong đường tình duyên 20, 26, 32, 38, 33 và 50 tuổi, bạn cần tránh kết hôn, nếu không sẽ gặp cảnh vợ chồng chia lìa, xa cách. Sẽ có nhiều trở ngại đối với việc nên duyên chồng vợ với những nữ mạng Nhâm Dần sinh vào các tháng 1, 2, 10 và 11 âm lịch. Tuổi Đại Kỵ. Khi gặp phải những tuổi xung khắc và Đại Kỵ, nữ mạng Nhâm Dần cần tránh kết hôn hay cộng tác làm chuyện lớn, nếu kết hợp thì chỉ chuốc lấy thất bại, tình duyên giang dở. Những tuổi Đại Kỵ với Nhâm Dần nữ mạng gồm có Ất Tỵ, Bính Ngọ, Nhâm Tý, Đinh Tỵ, Mậu Ngọ, Canh Tý và Giáp Ngọ. Gặp tuổi Đại Kỵ thì mọi việc nên thận trọng và đơn giản hết sức. Nếu hai bên chót lỡ yêu thương nhau rồi mới biết là Đại Kỵ và vẫn muốn tiến tới hôn nhân, thì tránh việc tổ chức cưới hỏi rầm rộ mà chỉ nên làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơm may chung sống với nhau đến trọn đời. Còn nếu người thân trong gia đình phạm tuổi Đại Kỵ thì nên thành tâm lập lễ cúng sau dài hạn hàng năm cho mỗi người sẽ giảm bất xung kỵ, tránh được tai ương. Thêm vào đó, những tuổi Đại Kỵ nên nhường nhịn lẫn nhau, tránh để xung đột, cãi vã, kẻo rước hỏa vào thân. 2. Phật độ mệnh của Nhâm Dần 1962. Tuổi Nhâm Dần 1962 được Phật Hư Không Bồ Tát hộ mệnh, nếu mang mặt Phật Hư Không Bồ Tát bên mình, giống như được Đức Phật hiển linh, che chở những khi khó khăn, hoạn nạn, tâm được thanh thản, sức khỏe dồi dào, tinh thần minh mẫn, mọi sự thuận lợi. Tuổi Nhâm Dần 1962, mệnh kim, nên chọn mặt Phật làm từ bạc, hành kim là hợp với bản mệnh nhất. Ngoài ra, có thể chọn mặt Phật đá mã náo trắng, hành kim, quý bạn có thể chọn mặt Phật bản mệnh Hư Không Bồ Tát làm từ ngọc nephrite hoặc ngọc dây, bởi các sản phẩm từ ngọc sẽ phù hợp với tất cả các mệnh. Một lựa chọn khác là đeo vòng tay đá phong thủy, được làm từ đá tự nhiên, mang nguồn năng lượng tích cực, tốt cho sức khỏe, tinh thần của thân chủ. Tuổi Nhâm Dần 1962 nên chọn các loại vòng tay đá màu trắng xám, vàng nhạt, thuộc hành kim, đây là màu tương hợp với bản mệnh. Quý vị thân mến, tuổi Nhâm Dần 1962 đang đứng bên kia sườn dốc cuộc đời, nhất định có ba đại kỵ nên đề phòng để vận trình còn lại bình an và hạnh phúc. Để có thể xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp với từng đối tượng, chúng ta cần hiểu đặc điểm sức khỏe của họ. Đối với người cao tuổi, quá trình trao đổi chất diễn ra chậm hơn so với các bạn trẻ, đặc biệt đối với những người ít vận động và tham gia thể dục thể thao, chính vì thế họ sẽ tiêu thụ ít năng lượng hơn so với bình thường. Các chuyên gia dinh dưỡng thường khuyến khích người cao tuổi bổ sung thật nhiều hoa quả, rau củ và thực đơn ăn uống hàng ngày, bởi vì những thực phẩm kể trên chứa nhiều chất xơ, đem lại lợi ích cho hệ tiêu hóa nói riêng và sức khỏe nói chung. Như đã phân tích ở trên, hệ tiêu hóa của người lớn tuổi hoạt động kém hơn so với bình thường, đó là nguyên nhân khiến cơ thể hấp thu được ít chất đạm. Chính vì thế, người lớn tuổi nên tăng cường ăn những món được chế biến từ đậu tương hoặc lạc. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những thực phẩm kể trên không chỉ bổ sung đạm cho cơ thể mà còn hỗ trợ phòng bệnh liên quan tới tim mạch hoặc bệnh ung thư cực kỳ tốt. Người già thường phải đối mặt với các vấn đề xương khớp do quá trình lão hóa diễn ra. Điều này khiến khả năng vận động của họ gặp nhiều hạn chế, nhiều khi phải nhờ đến sự trợ giúp của người khác trong sinh hoạt hàng ngày. Để cải thiện sức khỏe xương khớp, người lớn tuổi hãy bổ sung thực phẩm giàu canxi vào bữa ăn hàng ngày. Không thể phủ nhận vai trò của canxi đối với sức khỏe xương khớp, đây là nhóm nguyên tố vi lượng, giúp xương trở nên chắc khỏe và dẻo dai hơn. Khi tìm hiểu người già nên ăn gì, đừng quên vấn đề bổ sung nước cho cơ thể, việc duy trì uống 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày, giúp quá trình tiêu hóa trao đổi chất diễn ra thuận lợi hơn, nhờ vậy chất thải được loại bỏ khỏi cơ thể, tránh gây hại cho sức khỏe. Bên cạnh nước sôi để nguội, chúng ta có thể dùng trà hạt sen để giúp tinh thần thoải mái, thư giãn và ngủ ngon hơn. Ngoài ra, nếu thích người lớn tuổi có thể uống trà xanh, một thức uống có tác dụng phòng bệnh tim mạch cực kỳ hiệu quả. Vâng, trên đây là những chia sẻ hết sức tâm huyết của Minh Đường Tử Vi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào từ ban biên tập chương trình nhé. Minh Đường Tử Vi xin chào và hẹn gặp lại!